nhà chia sẻ nhá, thả tim thả like giúp em nhá. Ghim phát nào. Ghim phát, ghim phát. Thầy là chấm bài chia sẻ với em nhỉ. Mùi kinh quá. Cái gì đấy? Xôi. Giờ còn ăn xôi. Em ơi, ghim trên này đi em. Yêu đầm sau, chốt áo 63 cân. Chốt áo 63 cân. 63 cân hả chị? Ai 63 cân? Nhà mình ai 63 cân đấy? Ai 63 cân đấy chị? Rồi, em vào việc luôn nhá, cả nhà nhá. Nhà em luôn phải cọc 100.000 đi hàng nhá. Số tài khoản đây ạ. Ngô Văn Phúc và Nguyễn Thị Anh. Cả nhà lưu ý giúp em. Đằng sau là bộ, đằng sau là bộ Adidas hàng chính hãng. Đây. Gì? Uy tín nhá. Uy tín nhá. Uy tín luôn đúng không? Eo. Không chơi dưới nữa mà chơi trên cơ. Em chị à, có. Ok chị. Chốt luôn, chốt luôn, chốt đơn, chốt đơn. Rồi em vào việc luôn đây nhá, cả nhà nhá. Hôm nay giá bán giá là nam là 350.000 ạ. Và nữ là 250.000. Cọc 100.000 đi hàng giúp em nhá. Có đôi trước mặt em size 40 không? Em không có. Đôi như trên này cổ thấp size 41, 42, 42 không có. Hôm nào có mũ, mũ ví à anh? À em. Áo cam đường sau. Đây có mũ này. Áo cam đường sau size L ạ, size 55-60 cân. Mấy đôi bóng đá size bao nhiêu em ơi? Đôi bóng đá này size 44. Mọi người mũ không? Anh Long ơi, size 44.5 cơ. Con này size 44.5 cơ. Không, tóc mỡ đến đây làm sao mà được mũ được. Còn đôi này là size 39. Đôi này size 39, đôi dưới là 44.5 Mizuno. Ai luôn chị ơi. Em lên luôn đây, ghim ở trên không thấy số tài khoản ý. Số tài khoản là sẽ vào sau khi mà được chốt đơn chị ạ. Số tài khoản ý, ghi gửi trong tin nhắn. Bộ bao giờ lên vậy? Bộ tối nhá. Đây lên luôn, ai chốt em lên luôn. Đây. Bộ này 500.000, bao chính hãng, kiểm tra hàng trước khi nhận. 500k, size L. Một bộ thôi, còn bộ thôi ạ. Còn một bộ thôi nhá, ở nhà nhá. 55-60 cân, chị nào 55-60 cân mặc đẹp. Đây quần của nó đây. Dáng quần đây, form quần đây ạ. Quần là quần ba sọc. Quần ba sọc, quần quốc dân. Áo là áo cũng ba sọc. Bộ này 500.000, ai chốt nhanh tay thì được. Còn một bộ. Giày bóng đá giá sao em? Giày bóng đá giá 600 anh ạ. Bóng đá giá 600k. 41.542 à anh? 41.542 em lại không có đâu. Em để tóc lên trên nhìn cho nó nữ tính. Tóc dài thế. Rồi em vào việc luôn nhá các bác nhá. Em like luôn đây ạ. Túi của chị mình cũng lôi ra. Cho em một can nhé. Ok, Trương Vũ. Nhanh tay thì được. Chậm tay thì mất. Bao tiền? 500. Phila này là 75 cân. Áo Fila này 75 cân, 500.000. À 300.000. Tuyệt phẩm. Bộ nó 55-55 báo em với Đặng Thái. Đặng Thái ơi, nam hay nữ em ơi? Nhận được giày lười rồi Quỳnh Anh, tuyệt phẩm nhưng vẫn săn cho anh đôi Gucci nha. Ok anh. Ok anh. Anh chụp ảnh cho em đi. Anh chịu khó chụp ảnh đi, rõ đẹp trai của. Chụp ảnh giày ấy đi, chụp ảnh giày lười đấy. Em bán luôn nhá, em này size 36 này. Jordan 1. Jordan 1 size 36, nam 50 cân à. In ra đi em ơi. Tí nữa chị bán nhân viên nó tìm cho nó chụp ảnh cho em nhá. Em này size 36 Jordan ạ. Jordan 1 size 36. Size 36 ạ, lên cho em 500k mã 02. Bóng đá size 40 em không có. 500k mã 02 ạ. Mã 02 500k. Adidas size cho anh Nhật Khoa.
Adidas size 42 ạ. Aerobow. Adidas Aerobow size 42 ạ. Rẻ đẹp. Size 42 lên cho em mã 07. Size 42 mã 07 ạ. Áo em mặc có, áo em mặc là 70-75 cân nhá. Bác nào 70-75 cân thì chốt cho em. Áo này là 350.000. Lên cho em mã 10. Cũng là hàng chính hãng luôn đây. Nhưng là hàng chính hãng luôn, áo nam. Áo nam đấy, không phải nữ đâu ạ. 350.000 lên cho em mã 10 nhá. Bác nào chốt thì mã 10. Chào chị Thanh Nga Lê. Đây này mã 07. Hôm nay thả tóc xinh gái quá. Đấy, thả tóc. Thả tóc cho nó ấy. Đây này size 36 ạ. Chủ tịch nhắc đây à? Hả? Chủ tịch nhắc trên dưới 70 thôi. Áo này á? Trên dưới 70 à? Ừ, trên dưới 70 cân. Trên dưới 70 cân. Ơ mà chả phải để cái này đâu, cái kia nó có hỏi đấy. Cái kia nó đọc được comment đấy. Cái kia xa, comment xa vẫn nhìn được. Có đôi tennis Adidas size 42 gửi anh luôn nhé. Tennis Adidas size 42 hình như có. Nhưng không biết thằng Tùng nó để đâu cơ. Chào okay, chị Minh Lê. Em này size 40, à size 36 nhá. Size 36 lên mã 08 ạ. Size 36 mã 08. Trời ơi. Đẩy ơi. Áo chị mặc size gì đấy, em size L. Mã 10 là áo này. 3 tiền. Cái này ai chốt lên mã 10 cho em nhá. Chuẩn hãng đấy, áo không sướng không phải tiền. Áo nam. Con này là áo nam không phải nữ đâu. Em mặc lên em bán đấy, chủ đích này em mặc lên để em bán. 3 tiền nhỉ. 350. Em này size Adidas size 40. Đế vàng size 40. Có tất nữ. Size 40 Adidas size 40 ạ. Adidas size 40 mã 121. Size 40 mã 121. Trời ơi. Đây không biết là anh nào anh dặn nhờ. Không biết anh nào anh dặn đế vàng size 40. Nói hoa chụp hình gửi anh luôn. Anh đi học đã. Anh đi học đi. Không thấy trả lời. Em nhắn tin không thấy trả lời á. Nhắn tin tất nữ à. Tất nữ em lấy màu hai sơn ngoạn. Em này mã 121. 121 Trương Phạm. Đẹp lắm anh Trương Phạm. Ôi. Ba tiền mọi người. Đồng giá em ơi. Size 37 New Balance ạ. New Balance size 37 chạy bộ New Balance. Con này chuyên chạy bộ cho em nhá. Đế hàng chuyên chạy bộ cho em, độ mới rất là cao. Size 37 lên cho em mã 65 ạ. Size 37 anh mã dặn. 65. Mã 65 ạ. Anh dặn ạ. À? Ôi ôi anh Sơn dạ. Ngoan dặn em ạ, à. Em quên em quên, em quên, sorry anh, em lại lên mã. Anh Trương lại chốt mất rồi. Em này size 42 ạ. Xem còn đôi 40 để bằng. Không ai chị. Hoàng Giang. Size 42 Adidas chạy bộ ạ. Adidas chạy bộ size 42 ạ. Lên cho em mã 17. Size 42 mã 17 ạ. Mã 17 đưa đây. Adidas Stan Smith này. Em thấy màu đen và trắng ấy. Cổ lỡ ngắn 30 đôi. Ok em. In Thanh Tuyền lấy 30 đôi tất. 30 đôi là em lấy 10 set đấy. 10 set là 30 đôi, 100.000 một set là 1 triệu nhá em nhá. Đấy, đúng thế thì ok cho chị hay là lấy 10 set hay lấy 10 đôi? 10 set hay 10 đôi? 65 công toàn, áo khoác trắng. Thanh Tuyền nhận được tất rồi à? Thanh Tuyền áo khoác trắng bao nhiêu? Áo khoác trắng size L anh ạ. 70 75 cân. 70-75 cân và giá là 300.000. Đấy, ai chốt áo Fila đường sau thì bảo em. À, em Adidas Stan Smith size 37. Còn nữa. Em không biết nữa. Nếu mà lấy 60 cân thì cứ bảo em. Bảo em tí nữa em tìm. Ừ, cứ in ra đi. Size 37 Adidas Stan Smith. Chúc mừng chị nào chốt được đôi này nhá. Đôi này đắt tiền đấy ạ. 5-6 triệu đấy. Size 37 mã 70 mà mới. Bao chính hãng nha cả nhà nhá. Mã 70 ạ. Stan Smith mã 70. Yêu đằng sau có chấp chứng mình. Áo Fila 75 cân. 75 cân. 70 Văn Ninh Nguyên. Em nhắn tin rồi chị. Ok. Thanh Tuyền in ra chưa? In rồi. Em này Nike set. Cho xem áo xốp. Có giỏ đeo chéo không xốp. Giỏ đeo chéo có cái này thôi. Đấy. Nike set. Hình như còn một cái sao. Nike set size 41 ạ. Nike set con này là hàng cao cấp hơn Ultra Boost nhá cả nhà nhá. Hàng cao cấp hơn Ultra Boost cho em này. Áo đi em ơi. Size cho em là size 41 ạ. Size 41 em này 500k.
lên cho em mã 174 size 41 500k mã 174 Nike set ạ. Mã 174 44 Mizuno đằng sau size 44. Áo sau nam hay nữ? Áo sau là nam. Cái vì hôm trước chốt cho chị rồi mà. Chốt cho chị rồi, bây giờ nó mới gửi đấy. 08 Thành Nguyễn. Chị ạ, cái này của em. Cái này của em, của chị gửi rồi. Chị Nguyệt ơi, chị Nguyệt ơi. Chị Nguyệt nhận được nhớ. Nhớ báo em nhá. Size 44 Adidas chạy bộ size 44 ạ. À. Adidas chạy bộ size 44 chạy bộ ạ. À. Size 44 lên mã 115. Size 44 mã 115 ạ. À. Mã 115. Áo Finland xe gì? Có đôi Adidas nữ 36 nào đẹp shop để chị nhé. Ok chị. Size M không chị? Không biết luôn. Tí em đi tìm. Phải tìm ạ. À. Giày trắng sau lưng bóng đá hả? Size bao nhiêu đó? Đôi này là size 39 bóng đá size 39. 600.000. Size 39 600k. Ok em. Em lên một đôi Fila. Một đôi Fila size 36 Fila. Easy 700. Ok. Size 36 Fila size 36 mã 20. Size 36 mã 20 Fila mã 20 ạ. Mã 20. Adidas chạy bộ size 42. Sau lưng 600. Ok anh. Size 42 ạ. Quang Tuyết. Size 42 Adidas Debut chạy bộ size 42 ạ. Size 42 mã 138 ạ. Size 42 mã 138. 138 ạ. Nike. Nike size 38 chạy bộ Nike size 38 ạ. Size 38 chạy bộ size 38. Lên cho em mã 110. Size 38 Diễm Hồng. Size 38 mã 110 ạ. 38 đẹp lắm chị ơi. Đẹp khủng khiếp. Bình thường. Ui. Đẹp luôn. Size 43 Nike Air Max ạ. Nike Air Max size 43. Đẹp quá chị ơi. Này đẹp quá chị ơi. Cả nhà ai nhận tất rồi feedback cho em cái nào. 174 Lan Phương. Em đẹp size 43 lên mã 06. Dũng Phạm Thị. Size 43 mã 06 Nike Air Max ạ. Mã 06 ạ. Mọi người cứ tăng hết bạn bè vào đây cho em. Jordan. Jordan size 42.5 ạ. Jordan size 42.5 Jordan 42.5 em này 500k. Chào chị Hương Giang. 500k mã 00. Mã 10 chỗ chưa 110 á. Mua hoài mà vẫn nghiền lắm luôn. Vân. Yêu Vân thế. Em này size 42.5. 115 Thảo Nguyễn. Mã 00 ạ. 42.5 mã 00. Đấy em mua 7 set để dành luôn ý. Tất em mua 7 set để dành luôn. Xài là mê, mê. 00 Mila. Mê luôn. Tốc đa 500. Này tốc đa này bán rẻ đấy. Adidas Falcon. Adidas Falcon size 37 ạ. À. Size 37 Adidas. Các chị nhận được đôi này hơi bị sướng luôn. Tất hai con trai nhà chị ngày nào cũng mang đi học. Tất sang xin nhịn còn rẻ nữa. Mê mê nhở. Hay lên tất tất nhở. Lên tất tất nhở. Mê luôn ý. Ai chưa lên tất thì lên tất cho mọi người nhá. Em này size 38. À size 37. Còn không chị. Còn. Để em lên cho. Size 37 ạ. Tất mê, tất hãng mà. Tất hãng cho nên mình khẳng định chất lượng luôn. Size 37 lên mã 60 cho em nhá. Đồng giá mà có nhiều đôi cao hơn hả em. Size 37 mã 60 đúng rồi anh. Đồng giá nhưng đôi nào hàng VIP thì em vẫn phải bán giá VIP. Như cô hồn. Như cô hồn. Đây nhá cả nhà nhá. Tất nhà em là tất hàng chính hãng ạ. Hàng chính hãng thì không phải nói về chất lượng rồi. Không phải nói về chất. Tất không mua là tiếc. Tất không mua là tiếc à. Vân nhỉ. 60 Quang Huy. Không mua là tiếc nhá. Con này là 100.000 một set 3 đôi. Rẻ không? Bình thường trong hãng bán 150.000 một set này đấy ạ. À. Em bán 100.000 một set 3 đôi nhá. 100.000 một set 3 đôi. Sau kia có bán không chị? Có. Villa là 300 là mã 300. Mã 300 nhá. Bán 300.000, 300k. Treo lên đây chị bán mà. Đây. Áo Fila nhìn như Gucci luôn ý. Nó phối như Gucci luôn ý. Tất nhá. Tất cả nhà chốt cổ ngắn cách màu cách số lượng cho em nhá. Chị Hoàng Dung chốt set cho em đi ạ. Chốt set đi. Một set là 3 đôi. Có màu đen, màu trắng ạ. À. Màu đen, màu trắng và màu xám cho em nhá các bác nhá. Áo này không phải bộ. Màu đen, màu trắng và màu xám. Áo này là áo thôi không phải bộ đâu. Áo này là áo thôi mà. Màu đen, màu trắng và màu xám. Các bác chốt cú pháp là cổ ngắn
cách số lượng. À cách màu. 20 Minh Lê. Cách màu, cách số lượng cho em nhá các bác nhá. Đi phê luôn. Đi nó không bị dão form đâu. Mọi người cứ lên đi để em in ra. Không bị dão form đâu cả nhà. Chốt đi xuống lắm. Cổ ngắn. Cách màu, cách số lượng cho em nhá. Cổ cao. Cổ cao. Cổ cao gần hết rồi. Em lên một đôi Puma. Puma size 40.5. Đây anh ơi, anh Sơn ngoan ơi. Puma size 40.5. Màu đen, màu xám và màu trắng ạ. Tất nữ đi được hả chị? Tất nam nữ đi được hết ạ. Chị Hoàng Dung lại đổi. Đủ size luôn. Okay, em này size 40.5 Puma. Size 40.5 Puma. Lên mã 126. Size 40.5 mã 126 ạ. Đây. Đấy anh Sơn ngoan chốt đi. Để anh, ok anh. Nicotech size 37.5 ạ. Nicotech size 37.5. Nicotech size 37.5. Lên mã 129. Size 37.5 ạ. Để anh nhìn đi. Mã 129. Size 37.5 mã 129. 126 Sơn ngoan. Sơn ngoan hay Sơn ngoan? Ngoan. Có áo hoodie không em? Có áo hoodie. Áo hoodie đâu? Áo hoodie của gì nhỉ? À hút đi có cái của gì nhỉ? Essential. Essential. Có cái của hàng Essential. Hút đi. Anh rất là nhậu nhẹt. Em này Adidas size 42 ạ. Adidas chạy bộ size 42 lên mã 43. Size 42 mã 43. Mã 43 size 42 ạ. À Nike 300 mã áo ok anh. Size 44.5 Nike ạ. 270C reset. Size 44.5 Nike ạ. Lên cho em mã 141 500k. Size 44.5 mã 141 500k. Ok, chị mẫu đơn lấy áo ạ. Lấy áo thì ok, chị Hoàng Dung rồi đấy ạ. Em in rồi. Ok chị. Hoodie. 43 Tuấn Cao. Hoodie của Essential này cả nhà nhìn này. Essential nó hàng đắt tiền đấy ạ. Này gặp cho con đi học cấp 3. Đấy, con này quá hợp lý luôn. Đây, chắc vào đông rồi học cấp 3 đúng không? Hoodie nhá, hoodie này giá bao nhiêu nhỉ em nhỉ? Giá bao nhiêu? Hoodie này 400. Hoodie này là 400k nhá, Essential đấy. Tất một size à? Tất một. Đúng rồi ạ. Co giãn độ đàn hồi của nó khủng luôn. Các bác từ size nhỏ đến size to đi có được màu hết. Màu gì em? Có màu đen, màu trắng. Màu gì? Màu áo này á? Áo này chỉ có một đứa. Áo này em chỉ có một cái mà. Hoodie này chỉ có một cái 400.000 thôi. Một cái thôi ạ. Em lên một đôi Jordan ạ. Giày bao nhiêu shop? Em đồng giá mà. Giày đấy em ghim đấy, mọi người không nhìn thấy à? Không nhìn thấy ghim đây ạ. Con chị 45 cân mặc size gì? Con chị 45 cân mặc size S. 37.5 ạ. 37.5 Jordan size 37.5. Hoodie dễ lắm. 36 Phương Lê. Hoodie dễ mặc lắm. Em này size 37.5. Lên cho em mã 110 ạ. Size 37.5 mã 110. Nike Air Zoom. Đôi bóng đen sau lưng size 44. Bóng đá sau lưng là size 44.5. 44.5 đây ạ. Em này size 36.5 Nike Air Zoom Zoom ạ. Nike Air Zoom Zim size 36.5. Lên cho em mã 127. Size 36.5 mã 127 ạ. Đây. Chào chị Hà Phương. Quần áo này để hàng xem 190 thì bạn sẽ có được để nhận tiền mua sữa cho con gái. Cho giá đảo hộ chị cả em ơi. Đây là size 43 Adidas Alpha Bow ạ. Cho bay luôn, bay màu luôn. Size 43.5 ạ. À size 43 Alpha Bow size 43 lên mã 123. 110 Đỗ Văn Bôn. Đi con này mà chạy thì thật sự luôn. Áo có hết nước chấm. Ok chị Mỹ Linh. Em này mã 123 Essential. Mã 123 Alpha Bow. Bao nhiêu cân vừa đấy? Áo này mặc cân nào cũng mặc được. Áo đen. Áo này cân nào cũng mặc được luôn. Ôi áo nhiều người chốt em lên mã đi nhỉ. Nhờ lên mã đi cho dễ nhá các chị nhá.
Mã 02 áo này 400. 129 Thanh Hồng. Essential mã 02. Em mà mặc thử là tranh nhau không kịp luôn này. Chào sốt. Đây này, Essential này. Essential này mua đắt tiền lắm. Cô đứng trên này sao em bảy không? Cho anh ra đảo thì không nhảy cô lên đấy cô nuôi nhá. Đúng rồi. Em về em bắt lên nuôi luôn. 02 Sasuke hàng nhạt. Nam nữ mặc được hết nhá. Màu này nam nữ mặc được hết ạ. Đấy à, mã 02 đấy ạ. Ừ, mã 02. Ok, nữ anh hồn. Đấy. À, mặc đẹp lắm các chị nhá. Đẹp khủng khiếp luôn ấy. Em lại cởi ra. Form dáng hoodie thì không phải nghĩ rồi. Không phải nghĩ, không phải nghĩ. Thế chị ít áo chị treo ra đây cho mọi người thi thoảng bạn. Asics size 39 ạ. À. Tiếp tục giày. Chị lấy áo đen, ok. Asics size 39 ạ. À. Size 39 mã 115 ạ. À. Size 39 mã 115. Essential là hãng, một hãng cũng nổi tiếng đúng không chị? Các chị có biết không? Rồi. Giày này là giày đi phượt à. Em này size 39, em bán 100.000 cho bác nào lấy về đi này. 100k doctor nhá. Size 39 100k. Lên cho em mã 00 ạ. À. 100k mã 00 size 39. 100k mã 00 cả đôi này nữa. Đôi này em bán 100k. Em này size 36. Em này size 36. Size 36 doctor nhá. Đấy doctor. Size 36 100k lên mã 08 100k. Để. Ừ 100. Hai đôi này 100.000. Yêu đậm sâu có doctor. Có đi kiếm không ạ? Tiếp em không? Phương Phạm. Em này size 39 ạ. Size 39 Jordan 1 size 39. Em này 500k mã 59. Size 39. Chào chị Minh Lê. 500k mã 59 size 39. Đây cho dễ nhìn. Áo nam hay nữ vậy? Em này mã 59 ạ, à, size 39 mã 59. Chị Mina chốt con này là chị Mina ơi. Đẹp. Đẹp giá 59 Nguyễn Thị Hân. Rất là nhìn. Ôi ai này, Gucci à thôi để chị ngoeo này. Đâu đài mà nhìn. Gucci đấy các chị. Gucci hàng chính hãng luôn đấy. 27 Quang Lập. Gucci hàng chính hãng em để đồng giá luôn size 35 nhá. Gucci size 35 mã 17. Hôm nay có tất không em ơi? Em có tất ạ. À. Cho ba set cổ ngắn ba màu cái anh Khoa Lê kìa. Okay, anh Đình Dũng ơi. Anh Đình Dũng chốt màu nào báo em nhá. Chốt số lượng bao nhiêu, màu nào có màu đen, màu trắng và màu xám ạ. À. Màu đen, màu trắng và màu xám ba màu. 500. Ba màu nhá, màu đen, màu trắng, màu xám. 17 Bin Huỳnh. Màu đen, màu trắng và màu xám. Được không anh? Đâu mã 17 đâu. Mã 17 đâu. Đây này mã 17 đây. Gucci chính hãng này ạ. Không ghim bình luận này. Ghim đấy. Đấy. Không nhìn thấy ạ. Ghim rồi mà ghim bình luận khác rồi. Ba tiền anh. Nhiều người sang cấp rồi. Con này ba tiền anh. Có. Nhưng mà lại mất cái ghim kia. 132 Thanh Phương. Ừ đây. Anh tìm lên đi. Ghi kia thì em ghi ở trên Facebook. Hiểu không? Ừ. Ghi kia vào Facebook để ghi. Có đôi đầm bóng nào cỏ tự nhiên size 41, 42 không? Chào chị Nguyễn Ánh. Đây. Ghi mình ghi mình luận chị Phạm Nguyệt. Em này Adidas size 42 ạ. À. Adidas size 42, Adidas
size 42 Adidas lên cho em mã 00. Chị Mila chốt được ạ. Size 42 mã 00 Adidas mã 00. Ở nhà ơi. Ở nhà ai chốt tắt thì cứ chốt. Không tán thanh toán. Suốt trong quá trình em live stream cứ ai chốt tắt thì chốt. Gucci thì nhiều nước sản xuất nhưng chuẩn nhất vẫn là Italy thì vâng. Chuẩn luôn anh. Hôm qua vợ một đôi nhiều sai em chị vẫn cọc quay đầu. Ok ok em. Ok em nhá. Em là size 38 Adidas ạ. À. Adidas chạy bộ size 38. Size 38 lên mã 10. Cái này em vào Facebook em nhìn. Size 38 lên cho em mã 10 ạ. À. Mã 10, mã 10, mã 10 size 38. Anh làm gì mà anh thông minh nhá anh. Anh mới. Thật sự luôn. Tất nai bao tiền một đôi? Tất nai 120. 120 một set. Tất này tất chân ninh nhá. Tất nai này có màu đen, màu trắng. Là nai chân ninh, là nai đi tập, đi đá bóng. Thì các bác chốt là 120.000 một set ba đôi này. 120.000 ba đôi. Chuẩn hãng nhá, có code đây này. Chào anh Nguyễn Tá Hiệp. Các bác check code được nhá. 150 một đôi hãng đang bán đấy. Bán như này là 20 đô, 20 đô là 460 một set này. Em bán 120. Các bác chốt cổ cao thì phải lên cú pháp là cổ cao cách màu cho em nhá. Cách số lượng. Cổ cao cách màu cách số lượng có màu đen, màu trắng. Em là size 41 Mizuno. Đây này, đôi này không ấy thì cho lên đây này nhá. Đâu? Mizuno size 41 ạ. À. Mizuno size 41 Mizuno. Em là 500k lên mã 172 bóng bàn. Chào anh Thanh Nguyễn. 500k mã 172 ạ. À. 500k mã 172. Trời ơi, siêu phẩm. Siêu phẩm, các bác biết đôi này bao tiền không? SSI 37.5. Trời ơi. Con này mười mấy triệu ấy cả nhà nhá. Size 37.5 Nike. Ôi trời. Chúc mừng bác nào chốt được, nói chung là chỉ chúc mừng bác nào chốt được con này là không dây. À, mười mấy triệu đấy. Size 37.5 ạ. À. Em bán đôi này 500k mã 150 ạ. À. Không không hướng dương. 500k mã 150 ạ. À. Mã 150. Này có cả nai rồi à? Vâng. Có cả nai mà anh. Có cả nai luôn. Adidas Climacool size cho em là do xe Nguyễn. Size 44 ạ. À. Adidas Climacool size 44 Climacool. Size 44 mã 17 ạ. À. Size 44 mã 17. Ừ. Mã 17. Em lên một đôi Zbook đế bằng size 39 Zbook. Zbook đế bằng size 39, đôi này mới 100% cho em ạ. À. Size 39 Zbook ạ. À. Size 39 lên cho em mã 55. Size 39. Mã 10 thanh toán. Size 39 mã 55 ạ. À. Mã 55. Lạy luôn, lạy mà. Đôi à, xem đôi đá bóng đằng sau. Đá bóng đằng sau là 41.5. Em này size 42 ạ. Size 42 Adidas Alpha Bow. Size 42 Alpha Bow. Size 42 Alpha Bow. Đấy còn cần đánh được văn bản vào đây. Đi rồi. Đánh được văn bản chữ. Em này size cho em 42 nhá. Adidas Alpha Bow size 42 ạ. Lên cho em mã 115. Size 42 mã 115 ạ. Nike 55 Nike size 38. Nike size 38 ạ. Size 38 lên mã 61. Size 38 mã 61. Bộ quần áo sau có nữ. Có nữ ạ. Báo cân nặng lên cho em. Bộ này là bao nhiêu? Bộ này 680 cơ. Bộ này 680.000. Chào chị Thanh Tâm. Hàng hãng thì nó vẫn là Vũ Thị Huệ. Hàng hãng thì nó vẫn là làm unisex ý. Tức là nam nữ, nó làm từ size nữ đến size nam luôn. Đây này, made in Turkey là ở đâu hả chờ? Thổ Nhĩ Kỳ. Made in Thổ Nhĩ Kỳ. Đây ạ, nó làm ở Thổ Nhĩ Kỳ đấy các bác nhá. Chất liệu thì quá đẹp luôn. 123 Hoàng Gia. Mùa thu ấy, các bác mặc cái bộ này nó quá hợp luôn. Cái này 658. Bộ này 658 đây này. Quần bao gấu này nhá. Bình thường. Quần bao gấu cho em nhá. Đây. Hàng chuẩn hãng luôn, các bác nhìn sướng không? Mua về, mua cặp đôi về mà mặc. Bác mùa thu mặc bộ này thì gọi là không còn gì để nói luôn. Hết nước chấm luôn. Bộ này 680.000. Đẹp lắm. Đẹp lắm là đẹp. Một bộ 52 cân, ok chị Oanh. Đôi đá bóng size bao nhiêu đấy? Đá bóng size 44.5 anh ạ. Em này size 38 ạ.
Nay em mắc size 38 em mắc ạ. Size 38. Con này là size đủ size anh. Nó có đâu 11 bộ hay sao ấy, SML XL. SML XL có 11 bộ thôi. Có màu đen không em? Màu đen có. Bộ này có màu đen. Em này size 38 ạ. Size 38 lên mã 114 ạ. Nike Air Max size 38 mã 114. Ai chốt bộ màu đen thì lên màu đen cho em là được. Có size to không? Có XL mà, 80 cân cũng có, 80 85 cân đấy. 8. 8 thì có. 8 không có. Trắng đen thôi. À quên mất à, gì nhỉ? 17 Vũ Nguyên. B với đen, em này size 40 ạ. Đám anh ơi, sau lưng size bao nhiêu? Size 44.5. Là bóng size 42 em không có. Em này size 40 ạ. Adidas Debut. Adidas Debut size 40 ạ. Lên cho em mã 43. Size 40 mã 43. Ai chốt được con Nike màu xanh sướng nhá. Rẻ đẹp. Nike size cho em là size 36 ạ. Nike size 36 Nike Free ạ. Nike Free size 36. Lên cho em mã 132. Chào anh Hùng Cường. Size 36 mã 132. 43 Nhật Khoa. Mã 132 size 36 ạ. Tennis 39.5 Bắc Sun Line cùng em nhá. Em này size 42 ạ. Đá bóng kia size 44.5. Em này size cho em là size 115 Kim Phương. Đôi tên này đôi bóng chuyền đó. Bóng chuyền đi rồi. 500 đi chưa? Em này size 42 ạ. Adidas size 42 đế bằng. Size 42 đế bằng Adidas size 42. Lên cho em mã. Lên cho em mã 174 size 42. Mã 174. Adidas size 38 ạ. Adidas chạy bộ size 38 toàn Nike với Adidas không? Size 38 ạ, vàng B 85 cơ một bộ ok anh. Size 38 mã 47. Size 38 mã 47 ạ. 47 trường anh Trường Hà ơi, em không có. Em không có bóng đá đâu. 174 Hương Giang. Michael Kors ạ. Michael Kors size 37 ạ. Size bao nhiêu nhỉ? Bình thường. Michael Kors size 37, Michael nhá, màu K, MK size 37 mã 10. Size 37 mã 10, một bộ XL màu đen và một bộ XL màu be. Ok anh Di Trần. Một em Zbook size 40.5 ạ. Zbook ạ. Chào anh Thành Đạt. Zbook size 40.5 Zbook. Size 40.5 đồ này đẹp quá. Mã 07 size 40.5. Mã 07. Có cầu lông không em? Trang trang là đôi màu 61 size 38 màu xanh. Con này có người chốt rồi em. Có người chốt rồi Trang ơi. Có cầu lông không em? Cầu lông em không có. Thi thoảng có đôi đấy. Em này size 36 Nike Free ạ. Nike Free size 36 ạ. Size 36 lên mã 149. Size 36 mã 149 ạ. Chào chị Mon Béo. 149 ạ. Có đôi sục Gucci này. Con này chuẩn hãng luôn. 132 Thanh Thủy. Con này hàng chuẩn hãng luôn đấy các bác ạ. Nhưng mà độ mới nó không được cao đâu. Size 36 Made in Italy size 36 sục Gucci. Size 36 sục Gucci. Em để đồng giá nhá cho các bác nhá. Mua về các bác bán lại vẫn lãi luôn. Mông má spa lại. Size 36 mã 107. Bình thường rồi. Size 36. Vâng. Em này lên mã 107. Mua cả thế giới mà anh. Cả thế giới bao nhiêu người? Bao nhiêu người? Bao nhiêu người người ta dùng không hết người ta bán lại. 107 Mai Phạm. Người ta bán lại cho mình nghe anh. Sục bao nhiêu nhỉ? Sục đồng giá. Em này size 42 ạ. Nike G-Shed size 42. Nike G-Shed size 42 mã 150 ạ. Size 42 mã 150. 150 ạ. Nike AF1 size 39 ạ. Nike AF1 size 39. AF1 size 39. Lên mã 146. Size 39 mã 146. 146 ạ. Mà ngon sục nào size 37 Thanh Phương. Không có ạ. Em này Nike size cho em 38.5. Nike size 38.5 của nam nữ đều đi được ạ. Size 38.5 ạ, lên mã 00 ạ. Chào lên anh mã 00.
Adidas size 42 ạ. À? Adidas đế bóp chạy bộ size 42 Adidas. Chàng đẹp nhanh. Size 42. Ôi. khách quý em chào anh. Dạo này đi đâu em? 119 đồng khởi. Size 42 lên cho em mã 66. Size 42 mã 66 44 trắng á. 44 trắng thôi có đôi ấy. Đôi đấy. Đôi full trắng luôn, đôi Clima Cool ấy. Ừ. Không, Clima Cool. Cái này size 41. Đúng rồi. Nike size 41 Nike ạ. À? Mới quá. Size 41 lên cho em mã. Chào chị Tám Hoàng. 101. Size 41 mã 101. Anh dạo này đi đâu ấy, quên em à. Đây chị Ngọc Dầu ơi. What nhá. Đôi này thì đi bao sướng luôn. Clima Cool giày vừa đưa thoáng mà lại đế là êm, đế bâu. Mới, con này mới. Chị chốt thì ok một cho em này. 110 V Nguyễn, 1 V 1 cho xe Nguyễn. Chốt thì ok cho em. Đấy con AF1 size 39 này mọi người không chốt. Này đưa đây. Ok. Đây AF1. Đây này. Con này chuẩn hãng đấy. Chốt đưa cho Ngọc Dầu. 36 màu trắng, ok chị Tám Hoàng, ok chị. Chờ em một tí này. Size 39 AF1 hơi bị hiếm luôn. Mã 146. Các bác chốt đi. Con này cũng đồng giá. 146. Ừ. Em này size 40 ạ. À. Tên lửa. Nike tên lửa size 40 đây này cháu. Đẹp nhờ. Zoomix. Zoomix size 40 ạ. À. Nike Zoomix size 40. Hậu Hương Quang Tuấn. Em này 500k ạ. Lên mã lên cho em mã 135. 500k mã 135 size 40 ạ. À. Cầu lông đây. Bóng chuyền cầu lông đây. Cầu lông size 44 Victor. Victor size 44 ạ. Size 44 em này 500k. Lên mã 133. 500k size 44. Mã 133. Em này size 37.5 ạ. Chị ơi có ai 1200 là size 39 để em nhé. Ờ ok Vân. Size cho em là size 37.5 Nike. Size 37.5 ạ. À. Lên cho em mã 91. 135 Ngọc Nguyên. Size 37.5 mã 91. Cầu lông đẹp quá. Size 41 ạ. À. Cầu lông đẹp quá luôn. Nike size 41 ạ. À. Đẹp quá. Đôi này đẹp quá. Size 41 lên mã 133. Size 41 mã 133 Nike ạ. À. 91 Nguyễn Hoàng. 133. Ôi chồng không ngủ. Sáng dậy sớm. Chiều lại. Jordan size 38 chuẩn hãng luôn. Jordan size 38 hàng chính hãng ạ. À. Size 38 mã 126 ạ. À. Size 38 mã 126. 66 Thanh Lê. Mã 126. Mỹ bán giày like Jordan mà chung còn 25. Đúng rồi anh. Đây cho em ạ. Chuẩn luôn. Bên đấy người ta đi toàn tình. Anh của em chỉ có chuẩn. Anh của em cái gì biết nhỉ? Cầu lông Connect 40 em chắc là không có đâu chị ơi. 126 Cường Lê Nương. Adidas ạ. À. Adidas size 44. Adidas chạy bộ size 44 ạ. À. Size 44 lên cho em mã 93. Size 44 mã 93. Có size 41 không tốt. Mã 93. Có chứ, 41 đầy. Em đầy luôn. New Balance. New Balance size 36 ạ. À. New Balance full đen chạy bộ size 36 ạ. À. Size 36 lên mã 131. Size 36 mã 131. 131. Adidas size 42 ạ. À. Adidas chạy bộ size 42 chạy bộ. Size 42 lên mã 98 ạ. À. Size 42 mã 98. Em lên một đôi Puma đôi size 37. Đôi 141 nhỉ. Vâng ạ. À. Có giày đá bóng 39.5 không bác ơi, không bác shop ơi, không có rồi anh ơi. 93 Nguyễn Công Thuyền. Không có giày đá bóng rồi, con này size 37, đá bóng đang về đấy. Đang về đấy, cả nhà chờ em đi. Size 37, lên cho em mã 69 ạ. À. Size 37, mã 69. Cầu nông em không có đâu. 133 Nguyễn Lam. Nike em mắc. Cái gì nhỉ? Em mắc cái gì 90 ấy chồng nhỉ? Chị đọc giá đi. Size 40, ơ, chị bán đồng giá mà. Chị bán đồng giá, giày nam là 350.000 mà nữ là 250.000. Con này 2090.
size 40 nhá. Nike E2090 size 40, em này 550.000. Em Hoa ơi, kiểm tra anh đơn ngày 18 chưa nhận được giày. 550.000 mã 26. Em Hoa đâu rồi? Vào nằm ra đây anh Cường Lê anh Bảo này. 133 Hoàng Giang. Vào nằm sẵn ra đây anh Cường Lê luôn anh Bảo. Có đây mã 26. Anh Cường Lê thích hàng ở Việt Nam. 550.000. Sao nhanh lên. Sao từ ngày 18 chưa nhận được. Nằm sẵn ra đây để anh check đơn. Azuka. Khẩn trương. Ở Việt Nam mà có được đôi Nike dốc đàn chính hãng thì giá quá ok đúng rồi anh. Nhờ. Em thi thoảng có đấy. Chị ơi em đặt 5 đôi nhưng bị chật, nhắn tin rồi sốt sao không chưa phản hồi rồi, sao không điện thoại luôn. Chị điện thoại luôn cho chị. Trực tiếp luôn. Điện thoại luôn, trực tiếp luôn được xử lý luôn nhá. Còn chờ tin nhắn thì con này 550. Em này size 36 Adidas ạ. Size 36 Adidas chạy bộ size 36. Lên cho em mã 00. Size 36 mã 00 ạ. Nữ size 39 Yến. Ok Yến. Em này size 44. Ok chị. Adidas chạy bộ size 44 ạ. Size 44 lên cho em mã 158. 131 Hà Giang. Size 44 mã 158 ạ. Mã 158 size 44. Chào chị Thanh Tâm Phạm. Ôi các chị ơi, các chị nào đi bộ hoặc là cho mẹ, cho các mẹ các bà đi bộ cái con Skechers này mà nó không dây nhá. Chốt được mã thì cầm. Hình như là mẹ mình phải thôi cho mẹ em. Bà nội ấy. Đội đang bảo kiếm đôi giày đi bộ. Rồi. 008 Hoàng. Size 37 nhưng mà bà thích đề cao cơ. Size 37 lên mã 104. Size 37 mã 104 Skechers ạ. Mã 104. Chị nào chốt sướng lắm. Em đang lấy cho mẹ em. Mẹ em thích đề cao. 36 mã 00 bé trai này không chị? Size 36 mã 00 rồi. Giày của bé đang lên đấy. Đang lên ở bên Phúc Chi tuyển kit đi. Giày của bé nhà chị ngày nào cũng lên 2k ở bên Phúc Si tuyển kit nhá. Tìm Phúc Si tuyển kit là ra. Bóng truyền ngoan nghỉ té mà chưa thấy đâu. Ok anh Trần Nghĩa. 101 Nguyễn. Em này Jordan size 39. 101 Nguyễn Kiều Anh. Jordan nó là dòng vintage ấy. Nó là dòng vintage chứ nó không phải cũ đâu nhá ở nhà nhá. Size 39 Jordan 1 size 39. Em này 500k. Mã 82. Size 39 ạ. Jordan vintage. Em lên một đôi Jordan nữa, tìm cho anh đôi bóng chuyền. Ok anh Nghĩa. Em nhớ rồi, con này 37.5 Jordan hàng chính hãng cổ thấp ạ. Size 37.5 ạ, lên cho em mã 24 ạ. Size 37.5 mã 24. Chào chị Thanh Thảo. Mã 24 ạ. 82 Hạnh Hiếp. Adidas size 41, thun đen chạy bộ. Size 41, thun đen chạy bộ Adidas size 41, mã 56 ạ. Size 41, mã 56 ạ. Mã 56 ạ. Tối nay anh lên đấy đúng không anh? Tối nay anh lên nghỉ đúng không? Em này size 38. Nhì hiệu. Victor size 38 kìa kìa. Nhì hiệu anh ơi. Victor cầu lông size 38 ạ. Cầu lông Victor size 38. Em này 400k. Lên cho em mã 00. 158 Thái Hoàng. Size 38. Cầu lông 400k mã 00. Cầu lông nó là một cái gì đấy rất hiếm hoi. Gucci size 38 ạ. Con này đẹp anh ạ. Made in Italy mọi người ạ. 37. Ờ 38 chứ. Gucci size 38. Đây để đây. Để nó hơi mòn ở giữa một xíu thôi. Size 38 Gucci nhá. Gucci size 38. 150.000. Size 38 mã 00 Gucci. Hàng chính hãng luôn đấy. Nhưng mà cái đấy nó mòn em bán 150.000. Size 38 mã 00 150.000. Hai tươi Quang Tuấn. Không một không cường lên lương. Polo ạ. Hoa. Ấy chưa? Bao nhiêu tiền? Size 41.5 ạ, polo ạ. Polo size 41.5 150.000. Size 41.5 lên cho em mã 59 ạ, polo. Size 41.5 mã 59 của polo ạ. Nike Training. Nike Training size 40.5 ạ. Nike Training size 40.5 Nike Training. Size 40.5. Size 40.5 lên cho em mã 86. Ơ 8 Hoàng chốt mã nào đấy? Mã 00 đấy. Mã 86. Này, 00 kia là mã đen. Không nào.
Bù xì. Cái này từ đâu hả? Bù ma đen. Đâu ai ai chốt không không con bù xì. Có mấy cái không không đấy mà. 86 A Lê. Cường Lê Lương. Anh Cường Lê Lương ơi, anh chốt con cầu lông hay là anh chốt con gu xì đấy anh? Anh báo lại em nhá, anh Cường nhá. Anh Cường ơi. Anh Cường Lê Lương chốt con 00 đấy là chốt con gu xì hay là chốt con cầu lông? Hả? Chốt con gu xì hay con cầu lông anh báo lại em. Gu xì đúng không? Ok. Em sợ nhầm sang con cầu lông. Domino đó. Một 56 Thanh Phạm. Size 36.5 ạ. Size 36.5 con này Nike Air Max size 36.5 ạ. Nike Air Max. Lên cho em mã 65, size 36.5. Mã 65 ạ. Đây này chị Tám Hoàng, chị chốt con này cho bé đi này. Size 36 đẹp, màu đẹp. Đẹp quá. Size 36 Adidas Falcon size 36. Lên mã 37 ạ. Size 36 mã 37. Mã 37. Cầu lông đâu? Thủy cá. Cầu lông bỏ lên đây. Cám cám. Tấm cám. Khi nào lên áo thun nam nữ như chị mặc vậy ở Nguyễn Thị Lệ. Em xem lại cái livestream tối hôm kia đi. Nguyễn Thị Lệ xem lại cái livestream tối hôm kia. Em thích cái mẫu nào em chụp ảnh lại cho chị xong lúc gửi vào Messenger. 37 Hoàng Thị Thu à. Nếu mà còn thì chị lấy cho. Con này size 37 ạ. Adidas size 37, đế bốt size 37. Adidas size 37. Lên cho em mã 11. Size 37, mã 11. Đây này mọi người, đây này. Chồng vào đây. Cặp đôi của mình nhanh lên. Ở đây thì mọi người chốt áo, lên là mã áo cho mọi người chốt. Quần sọc đẹp nhỉ. Chưa quần. Đây. Mọi người nhìn thấy chưa, chất chưa? 11 Đoàn Thị. Không đứng được. Đấy. Áo đây, áo đây, các bác chốt đi. Bao nhiêu cân chồng? 70 đúng không? 70. Trên dưới 70 cân áo này nhá. Hai vợ chồng em đang mặc này. Trên dưới 70 cân 350.000. Ai chốt thì lên cho em mã 101. Mã 101 Adidas Climacool. Mã 101 350.000. Mã 36 mà bán là áo. À. Ai chốt áo này em miễn ship cho. Ai chốt cái áo này em miễn ship cho mọi người nhá. Màu khác không? Không ạ. Màu khác không có. Một màu thôi. Chị Tâm Hòa ơi, cặp chị mặc còn không? Lệ ơi con. 36 ai chốt rồi ạ? Lệ chốt thì lên ok cho chị nhá Lệ nhá. Chị miễn ship cho. Nike Air Max size cho em 36 tiếp. Đâu nhỏ Tám Hoàng đâu, chị Tám Hoàng đâu? Đẹp quá. Size 36. Lên cho em mã 177. Size 36 mã 177. Đấy. 72 ký mặc size L. Đấy. 101 chốt đi em. 101 Hương Giang. Hương Giang em chỉ còn có 70 cân thôi, XL em không có đâu. 177 Lương Bích. 70 cân mặc size gì? Size L chị Hương Giang ơi. Chị 70 cân thì mặc đúng size của em luôn đây này. Size của anh Phúc luôn đấy. Em này size 36.5 ạ. Nike Air Max size 36.5 Nike Air Max. Lên cho em mã 176. Size 36.5. Tám Hoàng trận mất rồi. Mã 176. Tám Hoàng toàn lên chậm. Các bạn phải chốt nhanh, thích phải chốt luôn, không có người khác chốt mất. Size 42 MND ạ. Adidas MND. Size 42. 177 chốt chưa? Size 42 lên cho em mã 00 ạ. Size 42 Adidas mã 00. Em gọi tên phát các bác phải chuẩn bị luôn, không có. Không có là người khác chốt mất, em cứ đúng. Ok Đoàn Thị. Em cứ đúng mã, đúng cú pháp là chốt được. Con này size 36 Vapo Max này. Nike Vapo Max size 36 ạ. Size 36 lên cho em mã 12 Vapo Max. Size 36 mã 12 ạ. Adidas Prope size 42 Prope. Prope size 42 ạ. Size 42 em này 500k mã 53. Size 42 500k mã 53. Mã 53 500k. Prope Nguyễn Bá Lâm. Ôi. Trời ơi. Size 41. Cái này hôm qua anh đi sao? 41.5. Size 41.5.
41.5 Jordan size 41.5. 500k mã 128. 41.5. 500k mã 128 đẹp. Mã 128 ạ. Một em Nike Kobe size 45. Đấy, bình thường em. Nike Kobe size 45 Kobe ạ. Size 45 Kobe em này 500k mã 02 size 45. 500k mã 02. 128 anh đặt anh. Jordan bao nhiêu trời? 500. Jordan 1. Size 37.5 Jordan 1. Size 37.5 Jordan 1 37.5 ạ. À. Em này 500k mã 121. Size 37.5. 500k mã 121. Trời ơi, siêu phẩm, size 41. Adidas siêu phẩm size 41 ạ. À. Size 41 Adidas. Adidas size 41. Size 41 em này 500k mã 00. Size 41. 500k mã 00 ạ. À. Chị lấy một cặp L 101. Chị còn màu khác không, em lấy thêm cái nữa. Nguyễn Thị Lệ, tí nữa nhá em nhá. Tí nữa nhân viên à, anh vào anh xem đi, anh rảnh anh vào cho anh xem, lấy cho em một cái áo nào đấy màu ghi màu xám gì ra đấy. Để em anh cho anh mặc lên cho bạn đấy, để bạn ấy lấy thêm cặp nữa này. Em này size 36 ạ. À. Adidas Aerobow ạ. À. Aerobow size 36 lên cho em mã 70 ạ. À. Size 36 mã 70. Chị ơi thấy em không? Có. Có Nguyễn Thị Lệ ơi. Em này size 42 ạ. À. Nike size không, 42. Không, Nike chạy bộ size 42 ạ. À. Lên cho em mã 96. Size 42 mã 96. Con này 500 em này. Em này size 42, Adidas size 42. Ủa, mới. Mới có đẹp. Có 35 cân không chị? Có tất nam 35 cân, có chị ơi. Có nhá. Ơ sao lại tối thế hả trời? Sao mặt em tối thế? 530 Nguyệt, 70 Nguyễn Ngân. Ơ, à, mặt em tối đen như là mực thế kìa trời. Đôi bóng đá trên kệ là size, ủa, ơi. Bóng đá trên kệ là size 44.5. Bà ngồi lấy về để ông... Tối om ra đấy, khách bà tối om ra. Bà tối ngồi om. Làm việc. Ông đứng làm việc áo. Chồng em đang cứ chỉnh. Size 42, em này mã 142. Để mua. Size 42, mã 142. Ngọc Ánh bảo xem cái gì đấy. Tối lắm chị. Đấy, tự nhiên tối om. Mày chạy vào lấy cái áo ghi ở đây, xe lờ ra đấy nhé. Ghi sám. Màu ghi sám đấy mà. Màu ghi sám này. 38.5 Nike size 38.5 Nike ạ. Size 38.5 lên cho em mã 13. Vâng, em nghe. Bình thường. Size 38.5 mã 13. 39 nữ đi chị. 39 nữ chờ chị. Jordan 1 size cho em 42 ạ. Thì em đi còn tối rẻ. Jordan 1 size 42. Không ai cô Hùng. Size 42 em này. 500k mã 12. Size 42. 500k mã 12. Cái gì cơ? Jordan ạ. Jordan size 37.5. Jordan size 37.5 Jordan ạ. Size 37.5 lên mã 134. Size 37.5 mã 134 ạ. Mã 134 Jordan. Adidas chạy bộ size 42 ạ. Yeah. Không, bộ áo cộc mà. Size 42 Adidas size 42 ạ. Nếu chị cái áo nỉ ba sọc ra đây em ơi. Là chẳng như con đúng rồi anh. Size 42 mã 01. Size 42 mã 01. Mẹ con em nó phải đẳng cấp, nó ở tầm vĩ mô rồi anh ạ. Nó không mà đi nó không đi chung được. 42 ra đây. 142 nào nữa. 142 chốt rồi, còn 142. À đưa đây, màu gì đấy? Màu đen á? À? Trời ơi,
màu đen làm gì, bà lấy màu ghi màu không lấy. Hết rồi. Còn chắc chắn còn, hôm xả, hôm ai xả một áo mà. À, chị sang hàng của em đây là người chưa nhận được, ok thì đương em sẽ đi nộp cho chị. Ok chị. Có một cái màu ghi đấy, tí nữa chị phải tìm. Đen thì là như này. Màu đen như này, kiểu khác thôi. Đây. 138 công đoàn. Màu đen kiểu khác. Lệ lấy thì ok nhá. Size L đây. Có một cái màu ghi đấy nhưng mà không biết là còn không. Không biết là còn không ấy. Có một cái màu ghi nữa đây, Lệ lấy cái này ok này, Lệ này. Màu mang sáng hơn chị. Màu sáng hơn á, màu xám. Thì ai chốt cái này chốt cho em nhá. 350.000 áo này. Trên dưới 70 cân size L. 350.000 mã 70 miễn ship. Mã 70 miễn ship nhá. Hôm nay miễn ship cho mọi người này. Mã 70 Adidas. Nike. Ôi con này đẹp lắm. Con này size 38 tại sao nhỉ? Bác nào hôm trước con này tranh nhau chốt này. Bao nhiêu người chốt không chốt được mà lại chốt lại xả của em này. Ai chốt chắc thì chốt đôi này cho em nhá. Lấy em ghi đậm nhạt. À ờ có ghi đậm nhưng mà không biết còn không thôi. Size 38 ai thích thật sự mới chốt, đừng có chốt xong xả. Size 38 em này à, 350.000 mã 65. Ngồi ghi à? Hả? 350.000 mã 65. Có ghi mà này. Mã 65 ạ. Em này sờ kích chơ size 36, sờ kích chơ. Rồi đấy. Còn 31 size L, size M. Ôi, từ. Size 36 sờ kích chơ ạ. Size 36 mã 43. Size 36 mã 43. Rồi. Cái bộ này hôm trước rồi ơi. Bao người chốt không được. Chạy chốt lại xả của em thế mới nhục. Chồng ơi, chồng gọi gì em đây? Cho mình ba đôi tất nam. Đây. Đây là bộ rồi. Bộ size L này, Lệ này, hôm trước của nó là thun hạt nhá, bộ này 500.000. Nó là thun hạt. Đây rồi. Nó là Adidas thun hạt nhá. Thun hạt. Bộ này thì gọi là đẳng cấp pro rồi. Ba bộ size L, size gì nữa? Một bộ XL. Bác nào chốt XL thì comment XL thôi. Bộ này có một bộ XL nhá. Các bác nhanh tay XL này. 501.000 một bộ. Ok, một bộ XL hết. Còn một bộ L. Ba bộ L đây à. Đây M mà chấm. Đây M. 3M 1L. Cái bộ đấy. Bộ này cho khách rồi. Đấy, khách lại chốt rồi. 500 em ơi. 3 bộ M 1 bộ L. Bộ L có một bộ. Một bộ cho Trần Ánh Nguyệt, bộ XL ạ. XL á, à, làm gì còn? Đây, một bộ đấy. XL của chị Nguyệt nhá, chị Nguyệt được, chốt chắc nhá. Đừng có như mấy bác này xả của em buồn thế chị đi. Thun hạt này. Đôi giày đá bóng sau lưng á. Size L bao nhiêu ký hả chị? Em size L. Size L 50-55, à có mất. Size L là 70 cân. 65-70 cân. Bộ L có một bộ thôi. Nguyễn Thị Lệ lại một bộ L. Ok. Đây quên mất chưa dưa áo cho em mọi ơi, người. Xe áo đây. À. Áo của nó đây nhá. Quên mất chưa dơ áo đấy. Đây. Tặng người yêu à. Để em mặc cho mọi người nhìn. Ba bộ size M, chốt đi ạ. 43 Quang Tuấn. Mặc à. Còn 3 bộ size M đấy, các bác chốt nhanh đi ạ. Đây cũng còn mà. Nhập hàng mà. Xem lên báo gẫu ghi lấy luôn. Đây. Lệ ơi, lấy bộ M này nữ mặc đi Lệ ơi. Mặc cặp đôi đi. Chốt lấy đam mê thôi.
Lệ ơi, chốt đi, con này nó có mã cốt nhá. Hàng nó có mã cốt nhá mọi người nhá. Về cứ quét ra đi, nó phải 3 triệu mấy cơ, một bộ này cơ. Có mã cốt, mã vạch. Đấy, đây này. À, gì nhở, anh một bộ M, ok anh. Chốt nhanh đi ạ. Còn hai bộ M. Lệ ơi, mặc đẹp lắm. Mặc khủng đẹp luôn. Hay mình lấy một bộ mặc nhỉ? Mạnh nhỉ? Chốt cho anh. Chốt cho anh Đào Văn Tiền một bộ M. Okay, còn hai bộ M. Bóng đá anh. XL em hết rồi, không có. Sale trưa nay một bộ L mô không em, okay, anh Quang Long ơi. Bắc bộ M. Hết à? Này là thun hạt. Này là thun hạt. Trên người, còn một bộ trên không? Người của em. Em thích quá nhỉ. Chồng coi còn không chồng ơi. Em ơi. Mình có được một bộ không? Đấy, một bộ mới cho chị anh Nguyễn, anh Nguyễn. Em mặc lồng hai quần mà em thấy đẹp. Đấy. Phong đẹp nhỉ. À. Nó ôm ấy, quần nó như quần sọc ấy, đi đâu lịch sự, mặc đẹp. Bộ M 62 cân vừa không? 62 cân vừa ạ. Em 60 cân em mặc như này đấy. 60 cân em mặc pho như này đấy. Anh ơi, còn không? Còn bộ nào không? Chồng ơi. Chồng còn bộ nào không? Chồng ơi. Còn bộ nào không? Đang bị thiếu. Ừ. Em sang Mizuno được sao phát cho em một tí. Em lại sang 42.5. Em lấy cặp trắng một bộ L tìm cho em màu ghi đậm hay lợt gì đó chốt luôn nhé. Ờ màu ghi đâu? Màu ghi đâu mày cầm vừa cầm ở đây đấy. Sai L à? Thế M. Ờ, L mà. Thế hả? Còn. Anh Phúc ơi. Tìm cho em cái áo của cái này còn sai L không? À chắc hết rồi, hôm trước đã thiếu bao nhiêu người. Tìm cho em cho cái Lệ một cái áo nó kiểu như này sai L có. Biết là màu sáng mà không phải màu trắng mà không phải màu đen. Em này size 42.5. Em hết rồi. Em hết rồi, không có. Không có luôn. Đẹp nhỉ. Bộ thun hạt đẹp lắm. Các bác không bao giờ bị nhăn luôn. Bộ này không bao giờ bị nhăn. Này có một bộ xe M này. Ở đây thì chốt đi. Đấy ai đấy. Mấy người, chị Oanh Trần có chưa? Chị Oanh Trần. Anh Hoàng Bắc có chưa? Hoàng Bắc có rồi. Hoàng Bắc có rồi. Anh Đỗ Cường. Đỗ Cường là một bộ của M này. Chị Oanh Trần đâu? Đây, anh Trần đây. Ok nhá, ok chị Oanh Trần. Ok chị anh Đỗ Cường. Là hết ạ. Đây, màu gì cũng được, không phải trắng và đen. Đây. Ở đây, đây, đây. Ủa, bộ luôn. Đâu? Bộ quần, đâu? Quần đâu? Đây. Nhục không? Đẹp nhờ. Đây, bộ L với em. Đây, bộ L đây, bộ L đây. Bộ L đây, bộ L đây. 500 một bộ. Vẫn còn nhưng mà đang bị đột trộn, chưa phân loại được. Cho anh bộ L. Đây, Oanh ơi, Oanh lấy không? Oanh lấy ok này. Có một bộ duy nhất thôi, có một bộ duy nhất thôi, Oanh nhá. À Lệ nhá. Anh inbox vào đấy và đổi cái gì rồi. Em bộ L nha. Đây. Cần... Bộ này là bộ khác nhá, bộ này bộ khác bộ màu. L. Chị bộ L. Đổi em bộ L nha chị Hoàng Bắc. Thế thì chốt bộ không có đâu, Hoàng Bắc ơi, không có L đâu nhá. Chốt L. Hoàng Bắc đổi á? Ừ. Chút rồi nhé. Không có. Kiều Anh nhé. Chốt cho Nguyễn Kiều Anh bộ M nhá. Ok Nguyễn chị Kiều Anh có nhá. Chuyển cho Hoàng Bắc bộ này đi. Cho Hoàng Bắc bộ này nhá. Bộ này là kiểu khác đấy. Chất khác, không phải thun hạt đâu nhá. Chất là chất thun lạnh. Không phải thun hạt. Con này là của ai? Đây còn bộ M bộ này. 63 cân sợ chật chị ạ. Ờ, 63 cân, 63 cân mặc bờ đẹp. Anh được một bộ không đấy, anh Đào Văn Tiền được một bộ ạ. Anh được một bộ. Còn bộ này đây, còn đây? Bộ này đây. Bộ đấy á, bộ đấy. Ơ, bộ đấy là bộ L cho Hoàng Bắc đấy. Hoàng Bắc nó đổi sang bộ đấy đây. À. Đây, con này, bộ này, bộ M, M, bộ M, bộ này. Bộ này, bộ M nhá. Đã đi ra rồi. Bộ này là bộ M, bác nào chốt này. Bộ M màu sáng chút không?
Em có màu sáng chút không? Màu sáng chút em không biết luôn. Màu sáng chỉ là... Đây. Bộ này bộ M có một bộ này. Bao nào chốt thì chốt này. Lên mã 98 cho em bộ này nhá, bộ M. Mã 98. Hàng bao chính hãng, kiểm tra hàng trước khi nhận. Bao chính hãng luôn đây. Đẹp lắm. Climacool nó có khóa quần này. Khóa quần có này, khóa túi có này, khóa túi có mặc khóa đồ túi sau cũng có khóa luôn. Đẹp lắm. Đi chơi đi, đi chơi đi cà phê hợp. Đây bộ M, chốt mã 98 cho em nhá. Có một bộ. Hết rồi. Chốt toàn đồng. Mã 98 chốt cho anh Nguyễn Định. Ai chốt xong cọc chuyển khoản cho em nhá. Em cởi trả chị về bộ này. Có cái nào mà chưa bán được không để mặc vào để bán. Size 42.5 ạ. Zbook size 42.5 Zbook. 42.5 đế bằng. Lên mã 37. Size 42.5 mã 37 ạ. Đôi giày bóng đá trên kệ đây. Em cho xem đây. Bóng đá trên kệ Mizuno là 600 size 44.5. 600k size 44.5 ạ. 600k lên mã 00 chúng nó nhảy lên đầu à. 600k mã 00 mày nhận của đàn Tùng ấy. Ai nhận? Em bảo nó nghỉ luôn đi. Nhận. Chị là chị không cho nó nghỉ đâu đấy. Đấy, giật cái bình tưởng mới ghi. Đâu, vẫn đang live mà. Giật. Bao nhiêu việc nghỉ nghỉ nghỉ. Adidas size 40 ạ. Trắng nhé. Adidas size 40 vậy à, vậy không còn áo cho đúng không chị? Anh còn cái áo nào size L màu sáng sáng không? Cho bạn này lệ này, bạn ấy cái, bạn ấy dồn đơn à. Chờ anh Phúc tìm. Chưa lấy ra size L lại không lấy. Đấy là bộ áo thôi. Em này size 40 nhá. Adidas size 40 mã 133. Size 40 mã 133. Mã 133. Adidas Ultra Boost. Adidas Ultra Boost size 38 ạ. Ultra Boost size 38 Adidas Ultra Boost ạ. Size 38 em này 400k lên mã 12 Ultra Boost. Chào anh Ngô Lanh. Size 38 mã 12 ạ, 400k mã 12. Size 38 mã 12 400k. Áo không mặc đấy. Em áo này bán rồi mày, thế nào ấy, mày in phiếu chưa? In rồi. Thế mà này chị Oanh Trần hay gì đấy, thực chất cái thằng này làm ăn chán ghê này. Tìm ở đấy thôi. Rồi, được rồi. Thế mày lại đi hỏi, thế là vừa mới đấy mày lại đi hỏi. Cái lúc mà chị đấy không có đơn mày đừng có trách. 37 Thanh Phương, 12 Dương Thắng. Adidas size 42 ạ. Adidas size 42 ạ. Size 42, Adidas size 42 mã 56. Size 42 mã 56 ạ. Puma size 37.5 Puma. Size 37.5. Puma size 37.5 đâu? Em nhận địa chỉ qua đâu cho chị? Lệ ơi, Lệ nhắn qua Messenger xong chuyển khoản cho chị nhá. 400. Size 37.5 lên mã 123. Không thấy áo ạ anh. Size 37.5 mã 123. 123. Nike size 40 ạ. Ôi, con này bác làm nhận được xuống lắm đây này. Đẹp dã man luôn. Size 40 lên cho em mã 86. 133 Nguyễn Thúy. Em này 500k. Size 40 mã 86 500k. Nó xứng đáng hơn nhiều thế luôn ạ. Mới đập hộp luôn. Mã 86 em còn 100.000 nha em nhá. Bán áo em đang mặc, áo em đang mặc có khách chốt rồi thì em sẽ thay ra đây. Em sẽ thay ra em trả chị. Trả chị Oanh. Không chú ý chiếu ra chiều lọc thấy có thì mua lên đấy, còn không có đâu chị tìm. Anh thấy cái áo nào không để cho em. 86 Minh Hùng. Em này size cho em 40 ạ. À. Adidas size 40 ạ. À. Adidas chạy bộ size 40 ạ. À. Lên cho em mã 61. Size 40 mã 61. Còn được 500. Size 40 mã 61. Con này xứng đáng hơn rất nhiều. Nhiều hơn thế. Nike. Vâng. Hàng xịn.
56 Giang Võ, 61 Hà Lê. Đáp, tìm cho anh đôi giống Nai size 42 nhé. Chốt không không cho anh nhé. Không không chốt chưa? Chốt rồi. Không không chốt rồi. Nike size 37.5. Nike size 37.5 Nike ạ. Cho chị thêm một set tất trắng. Ok, okay chị Nguyễn Thùy. Size 37.5 lên mã 101, à mã 131. Size 37.5 nhá, mã 131. Con này đẹp quá các chị này. 131. Adidas size 44 ạ. À. Adidas chạy bộ size 44 chạy bộ ạ. À. Size 44. Lên cho em mã 26. Tìm cho anh đôi 42 giống đôi 500 nhé. 131 Mộc Duy. Size 42 mã 26. Size 42 mã 26. Mày định thế nào Tùng ơi? Mày định thế nào? Mày định thế nào bây giờ, hàng nó bao nhiêu hàng mà chưa đóng được một tí nào mà nó đang ngồi nó chốt cho mày là thế nào? Mày đùa tao chán thật sự luôn nhá. Mày đang lên chắc phải 6 giờ mày mới đến đây. Ôi 4 giờ. Có áo như em đang mặc không hết rồi. Mày lên từ nhà mày lên đây mày lên mấy tiếng? Ôi chết rồi. Đùa thuật, thật sự muốn đuổi thằng này lắm rồi luôn ấy. Áo, có áo như em đang mặc hết rồi chị. Ở đây. Đuổi này ai làm kịch bản? Này chim. Đuổi này ai mắng? Em cần gì mắng ai? Rồi hả? Sao có hả em? Mà đuổi là con Mai cũng nhỉ. Sáng không buồn tối em ơi. Đang không có người làm anh ạ. Nó cứ nghỉ nghỉ suốt ngày nó nghỉ. Suốt ngày nó xin nghỉ. Em định cho nó nghỉ luôn này. Nike size 40.5 ạ. Nike size 40.5 Nike. Size 40.5 lên mã 02 ạ. 40.5 mã 02. Con này là một cái áo mặc best seller của hãng luôn mọi người nhá. Nó có một cái bài viết riêng về cái áo này luôn. Áo sau là bộ hả em? Đúng rồi chị Nhi Nhung ơi, con này là bộ nỉ. Nó là bộ nỉ. Đây này, áo này là có một bài viết riêng về áo này, bán ra best seller luôn, người ta gọi nó là best seller của hãng luôn ý. Chất liệu của nó thì trời ơi. Đâu nhỉ, còn mỗi L à anh? Có M không? Chắc có đấy nhưng mà nó lẫn. Đây này, một cái áo nó sẽ như thế này, nó có mã cốt nhá. À, em đang mặc có size 60 không em? Đấy, em 60 cân em mặc nó sẽ như thế này. 67. Con này 65 70 cân. 65 70 cân. Đây áo nhận được các bác sẽ như này, có mã cốt nhá. Mã cốt mình có thể check cốt. Đây, túi hãng đây. Túi hãng đây. Nó có cái này nữa, nó có cái này đeo tay nữa, best seller đấy. Đây chất đây. Chất đây, chất đây, chất đây, cả nhà nhìn thấy không? Ôi. Nó có giãn nhẹ nhưng mà cái này nó đẳng cấp. Nó đẳng cấp khác biệt hẳn luôn. 350.000. 350.000 ạ. 350.000. Các bác chốt nhanh, hôm nay áo em miễn ship cho mọi người. Hôm nay mua áo là em miễn ship cho mọi người nên chốt nhanh 350.000. Chốt. Không. Cái này không miễn ship của đâu mọi người ạ. Áo này không miễn ship ở đâu. Em miễn ship cái áo trắng kia thôi nhá. Cái áo trắng là miễn ship thôi, còn áo đen này không miễn ship nhá, em nói luôn này. Miễn ship là chết em. Ok anh Đào Văn Tuyển. Miễn ship là chết em luôn ý. Cái này không miễn ship nha, lưu ý cái áo trắng thôi. Mình nói cái áo trắng, mình chạy chương trình cái áo trắng là miễn ship, áo đen này không miễn ship. Đấy các bác ơi. Buồn nhiều kiểu quá. Đẹp lắm, best seller luôn. Đẹp lắm cái chất. Chất này mọi người nhìn thôi, nhìn thấy không? Mặc phê luôn. Mặc phê con dê luôn. Các bác cứ vào website của hãng ấy. Website của hãng ấy, nó bán bao tiền là biết ngay. Con này 9 triệu cơ. Lấy luôn chị Nguyễn Thị Lệ kìa. Ừ, kìa. Lấy luôn đây. Ok. Con này nó bán 9 triệu cơ ấy. Hãng ấy.
bán 1.9 triệu. Mình mua 3.5 triệu, mình mua làm gì 1.9 triệu đúng không ạ? Mặc đẹp sao? Lắm. Mã gì? Mã gì á? Các bác cứ lên size đi, không cứ phải mã gì đi đâu. Cả nhà ơi. Cứ lên size cho em thôi. Mưa à chồng ơi? 60 vừa không? 60 cân em mặc là 60 là như này. Em mặc như này là 60 cân này. Đấy. Em mặc như này là 60 cân, em sẽ mặc nó như này. Các bác nào 60 cân là mặc như em đang mặc nhá. Em là size 41 ạ. Nike size 41 cho anh 66 cân, ok anh. Size 41 lên cho em mã 59 ạ. Ok Nguyễn Trung Hiếu. Size 41 mã 59 ạ. Mã 59 size 41. Cứ in ra đi em, tí nữa đi tìm xem có không. 1 phút tập phân đúng chưa? Không xin 1 phút rồi. Có màu trắng không em? Màu trắng là cái áo này. Màu trắng là cái áo này. 59 Đỗ Thị Thương. Màu trắng là áo này. Đấy. Màu trắng là cái áo này nhá. Màu trắng là áo này. Ai chốt màu trắng thì lên màu trắng cho em. Cũng có size L thôi. Size 44 anh ạ. Màu trắng là áo này. Size L nhá. Ai chốt thì lên màu trắng cho em. Size. Màu trắng size L. Vậy em một cặp trắng, một L, một áo đen. Ok. Ok Nguyễn Thị Lệ. Nguyễn Thị Lệ hai cái áo trắng mày lấy chưa? Hả? Chắc chưa? Chưa. Hả? Chưa luôn. Size 38 ạ. Nike E size 38. Nike E xong lấy luôn hai cái áo trắng này luôn này. Còn đợi đến bao giờ? Đấy, để ngoài đây cho đỡ. Túi của nó đâu? Đây. Là túi này cái áo đen này. 71 cân mặc size nào? 71 cân mặc size này luôn. Phúc mặc, Phúc ơi, Phúc mặc áo đen này lên Phúc ơi. Size 38 nhá. Áo 70 cân màu đen. Nike E size 38, các bác chốt đi. Best seller luôn đấy. Không mua được đâu giá này đâu ạ. Mình việc gì mình mua 1.9 triệu đúng không ạ? Hàng chất cốt luôn. Size 38 mã 47. Size 38 mã 47, áo em đang mang có nam, nó là áo nam đấy ạ. Em đang mặc thôi, mặc để cho mọi người nhìn form thôi. Nhưng mà nó là áo nam nhá các bác, vai rộng, nó mặc nó lên form đẹp hơn. Em sẽ bảo anh Phúc mặc. Có còn không mà Phúc mặc? Nào. Này cháu tối hết lên, đi. Lên, tối lên. 5 gái. Size L màu đen. Ừ hết rồi. Không cần mặc đâu, mặc các bác lại. 47 Nguyễn Tu. Một em tennis in hết chưa không biết. XL in đen có nam không chị Mỹ Linh? Có XL không? Không. Áo trắng đắt có nam 55 cân trong shop không? Có nam 55 cân ạ. 47 3 tỉnh. Đào Xuân Dưỡng in chưa? Rồi. 47 cân size S. Chị Nhung Nguyễn, chị có được không? Đây mà. Bình thường. Ồ, bán cái này bình thường. Ừ. Nhung Nguyễn bán chưa? Đi hết rồi. Một áo đen, một áo trắng, size M. Em có size L thôi, bác mặc size L đi nhá. Mặc size L đi. Này, cho anh một áo đen, một áo trắng, size L. Anh nào đấy? Size L thôi, chốt anh cái màu trắng 71 cân. Ok, anh Trường Phạm. Này, cho anh Trường Phạm cái. Anh Trường Phạm. Anh gì đấy, một cái đen, một cái trắng cho vào một túi đi. Đây, anh khoai đàn à? Ừ. Đây. Anh Trường Phạm. Hai áo là 30. 700 một cái. Thêm 2. Size M. Size M em không có. Size M không có đâu. Mời, em chỉ còn L thôi. Hết rồi đấy. Hết đen rồi đấy. Hết đen rồi. Ừ, bao nhiêu kiểu. Cứ in ra đi, tí nữa đi tìm. Size 37 ạ. À. Tennis Zonex size 37 ạ. À. Zonex size 37. Lên cho em mã 53. Size 37 mã 53 em này 400k. 26 Hoàng Vũ. Mã 53 400k. Áo đen có size S không? Áo đen không có size S đâu anh. Em này size 42 ạ. À. Adidas size 42. Adidas size 42 ạ. À. Lên cho em mã 146. Anh ơi còn mẫu nào không? Cho mọi người chốt cái. Size 42 mã 146. 146. Nike Vapo Max. Vapo Max size 38 ạ. Nike Vapo Max size 38. Đồ đẹp quá các chị này. Đồ này đẹp quá. Size 38 mã 13. Size 38 mã 13.
Tùng có mua cho vợ cái. Tưởng có mua cho vợ cái này. Không có anh ạ. Size 43. Adidas size 43 chạy bộ ạ. Size 43. Lên cho em mã 121. Size 43 mã 121. 121. Anh bà xem còn mẫu nào có không? Mẫu này hết chưa? Đang bị thiếu. Em này size 36 ạ. 116 Trương Phạ. Ui chào, mẫu size 40 em không biết có không ý. Anh ạ, anh Hưng ơi, anh săn like cho em nhá. Em này size 36 New Balance ạ. New Balance size 36 lên mã 17. Size 36 mã 17 ạ. Mã 17 Adidas Alpha Bow. Alpha Bow size 40.5 rồi ôi. Alpha Bow size 40.5. Không, em này lấy mẫu khác cho em. Size 40.5. Em này 500k mã 00 ạ. Size 40.5 Alpha Bow 500k mã 00. Mã 00. Mỗi size này màu khác rồi. Không ai thanh phương. Màu sáng tiếp tục. Màu sáng cháy à. Mizuno ạ. Mizuno size 39 bóng đá. Mizuno size 39 ạ. Size 39 em này 500k mã 10. Size 39 Mizuno 500k mã 10. Em này 500 nhé em nhé. Adidas size 43 chạy bộ ạ. Adidas size 43. Size 43 mã 158. Size 43 mã 158 ạ. 158. Nike Air Max size 40 ạ. Nike Air Max size 40 Air Max ạ. Trời 17, ơi. Thanh Nguyên. Bao nào cho con 40 này đi. Size 40 mã 08 đẹp lắm. Size 40 mã 08. Mã 08 em thay áo khác cho mọi người nhá. Ơ còn một cái trên mặt trên người này. Cái gì đấy? Size 44 đi nha. Size 44.5 luôn. Chào anh Thích gái Nhật. 08 cà rốt. Đồ giá này. Đây. Áo này thì nó chất là chất thun lạnh, lạnh lắm. Chất thun lạnh lắm, mặc mát mà dễ chịu. Đây ạ. À. Mặc cực dễ chịu luôn này, nhìn thấy sóng áo không? Đẹp nhá. Chị Nguyễn Thị Lệ là xong rồi nhỉ? Ô con này là bộ đấy chứ. Bộ đấy. Con này là bộ đấy, không phải áo không đâu. Thị Lệ xong. Ừ. Trời ơi, bộ. Đây nhá cả nhà nhá. Hãng đây, túi hãng đây. Cái này là bộ. Đây ạ. À. Nhìn cái chun quần đã thấy nó xịn rồi ấy cả nhà. Đây. Toàn mẫu size L thôi ạ. À. Chào anh Thái Hoàng. Chào anh Trần Lợi. Đây. Túi hãng đây. Nhật đây này cả nhà nhìn thấy không? Mã 10 Bùi Tuấn. Nhật, mã cốt nhá, mã cốt đây ạ. Các bác cứ check cốt hàng, check cốt các bác yên tâm, kiểm tra hàng trước khi nhận. Đúng chính hãng thì lấy và không đúng thì quay đầu. Đấy, cứ thế cho là nhanh. Đây ạ. Bộ bao nhiêu em? Bộ 500. Áo rồi, áo. Áo em đang mặc đây nhá. Áo em đang mặc đây. Ơ có phải đâu. Đây là bộ, áo em đang mặc là khác, áo em đang mặc là đa sọc này. Đơ mặc được không? Bộ khác. Đây được. Là cái gì đấy? Cái này cũng bộ. Bộ khác. Nhiều bộ. Đây. Đây là bộ này đây. Đây. Bộ mà cái áo em đang mặc đây có mờ đây này. 158 Minh Toàn. Có mờ đây này, bộ này có mờ đấy cả nhà ơi. Chị xem áo bộ. À,
mặc như không mặc luôn. Co giãn tốt. À, áo em đang mặc. Đây bộ này để xuống đã. À, bộ này đây. Bộ này đây 500 nhá cả nhà nhá. 500k. Có khóa túi và khóa sau. Có túi mình đeo chéo không? Có khóa túi và khóa sau, size L cho bao nhiêu ký? 65 70 cân là size L. Có size M nhá. Bộ này có size M. Bộ này có M và L. Em lên mã nhá. Đây là cái áo em đang mặc đây này. Áo của nó là em đang mặc đây ạ. À. Ba sọc nhá. Size L là bao nhiêu ký? Size L nặng 65 70. Em lên mã đi. Mã 93. Cách size cho em nhá. Mã 93 khách size M hoặc L. Mã 93 cho em ạ. Có mã cốt đi nha cả nhà ơi. L không có. M là chủ yếu. Một bộ L, ba bộ M. Một bộ L và ba bộ M. Áo trắng còn. Bác chốt đi mã bao nhiêu nhỉ? 98 hay 93 nhỉ? Đây, bộ này này. 93. XL em không có. Đây bộ này. Ờ. Đây. Là 350. Ừ. Áo trắng đây, áo trắng này free ship. Có bộ XL không? 93. Không có. Áo trắng đây nhá, Trần Lâm lấy nhá. À Tuấn Lâm nhá, Tuấn Lâm. Tuấn Lâm lấy ok không chị? Ok chị Nhung Nguyễn lấy thôi, lấy áo. Ok. M thì bao nhiêu cân em? M là 55-60. 60-65 chứ. M là 60-65 cân. 60-65 cân là M. Bác chốt gì? Bộ mặc sướng lắm đây này. Em đang mặc đây này. Cái áo của nó em đang mặc cái quần gì nó. Áo trắng 65 cân không ạ? Áo trắng 65 cân có. Có ạ. Đấy 65 cân mặc cái size đấy. Size L đấy. Đấy nhá. Áo trắng giá 350 miễn ship. Còn cái này không miễn ship. Cái gì? Thôi. Cứ để đi. Đấy, cho vào đây này. Của nó đây này. Đây là L hay M? L à? Mizuno bóng đá đen sau lưng size bao nhiêu? 44.5 anh ạ. Có quần áo của nam không? Ở đây nam mà anh. Bộ này bộ nam ấy, có phải nữ đâu. Bộ của nam đây. Nữ không có đâu. Nữ không có đâu. Nhưng mà nam em mặc lên form cho các bác tưởng tượng cái form của nó. Đây ạ. À, đẹp nhờ. Chị xem áo trắng. Áo trắng giá sao? Áo trắng 350 mà. Nhung ơi đây.